Chỉ từ 3 giây thái xong một miếng thịt, máy DQ90 thái tới 80kg thịt tươi sống mỗi giờ. Thiết kế nhỏ, hiện đại, năng suất cao, thái đa năng thực phẩm cho ra các lát cắt đều, đẹp với khả năng cắt sắc bén, nhanh gọn. Ngoài các đặc điểm hữu ích trên thì máy thái thịt tươi sống DQ90 còn sở hữu những ưu nhược như thế nào và sử dụng ra sao thì các bạn đừng bỏ lỡ trong phần tiếp theo của video nhé. DQ90 sử dụng rất đơn giản. Sau khi mà thiết bị đã sẵn sàng được kết nối với nguồn điện gia đình 220V, bạn chỉ cần bật công tắc bên hông máy, thả thịt vào họng cắt và chỉ từ 3 giây là chúng ta đã có thành phẩm là các lát thịt có độ dày bằng nhau, đẹp mắt và không hề dập hay là nát vụn. Và lưu ý là các bạn sẽ không sử dụng máy để thái xương hay là sụn để kéo dài tuổi thọ cho máy. Đặc biệt khi mà các bạn sử dụng và mua thiết bị máy thái thịt DQ90 này thì chúng ta sẽ thay thế cái bộ dao này rất là dễ dàng. Cho nên là chúng ta sẽ lựa chọn size dao ngay từ đầu hoặc là mua thêm dao để có thể phục vụ được cái nhu cầu chế biến nhiều món ăn khác nhau thay vì cái việc mà chúng ta phải sắm nhiều thiết bị máy thái thịt. Ở đây thì thay thế dao rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần lật cái nắp đậy này ra. Sau đó chúng ta sẽ tháo ốc và nhấc dao ra. Đó. Rồi sau đó thì các bạn sẽ lựa chọn cái size dao phù hợp. Ví dụ như các bạn lựa chọn cái size dao 2,5 ly để lắp cho máy thì phù hợp cái nhu cầu để chúng ta nhúng bánh phở, hoặc là 3,5 ly thì chúng ta sẽ sử dụng để nhúng lẩu nướng, rồi 5 ly thì các bạn sẽ sử dụng để làm giò tai, giò bì. Rất là tiện lợi và thay thế dao dễ dàng như thế này cũng phù hợp cho cái việc chúng ta vệ sinh đơn giản và tiện lợi hơn. Cùng với đó, khi mà sở hữu một thiết bị như thế này, các bạn thấy nó rất là nhỏ gọn và cái bề ngoài của nó hiện đại, đặc biệt là lại đáp ứng cái năng suất cao của chúng ta. Vừa rồi thì các bạn đã quan sát video nó thái rất là nhanh, các bạn vừa thả vào thôi và chỉ sau khoảng tầm 1, 2, thậm chí là 3 giây và chúng ta đã có những cái lát thịt ở phía bên dưới kệ này rồi. Thế thì ở đây các bạn quan sát, ở bên trên này nó sẽ là một cái phần nắp đậy mica để bảo vệ cái tính an toàn cho chúng ta, và một cái họng cắt này nó tháo ra rất là dễ dàng thôi. Đó, nhấc lên nhấc xuống. Với cái việc thiết kế nắp đậy mica trong suốt như thế này thì nó vừa đảm bảo cái tính thẩm mỹ cho chúng ta, và thứ hai là trong suốt thì các bạn sẽ dễ dàng quan sát cái quá trình thái cắt bên trong và đảm bảo tính an toàn cũng như là rất là cứng để bền bỉ hơn, kéo dài tuổi thọ cho thiết bị. Ở đây thì chất liệu chính của thiết bị các bạn thấy nó có tông màu chính là màu đỏ, rất là đẹp và hiện đại. Ở đây là chất liệu là nhựa và xung quanh nó sẽ là inox cũng như là nhôm là chất liệu chính. Như vậy thì các bạn thấy máy lúc nào cũng sáng và sạch sẽ nếu như mà chúng ta sử dụng và vệ sinh đúng cách. Hơn nữa là ở phía dưới này thì với một cái kệ hình chữ nhật liền khối thì máy sẽ hoạt động rất là êm ái và trơn tru, và bốn chân đế cao su nữa. Ở đây thì các bạn có thể quan sát kỹ hơn về cái phần dao này. Ở bên trong này thì dao nó được thiết kế là hợp kim chống hoen dỉ tốt và là dao chuyên dụng. Và với cái việc thiết kế dao khá là chuyên nghiệp với các cái lưỡi đan xen và quay liên tục với nhau, tốc độ cao kết hợp với cái phần motor lõi đồng 100% và công suất là 1,1kW thì thiết bị này thái cắt khá là đa năng, rất là nhiều loại, không chỉ thịt tươi sống, thịt nguội, thịt chín mà các bạn có thể sử dụng để thái cắt các loại rau củ quả như là rau cải, tỏi, rồi là chân nấm, mộc nhĩ để chế biến nhiều món ăn được tối ưu nhất, các bạn có thể tận dụng để sử dụng cho nhà hàng của mình. Thế thì với một cái thiết bị như thế này thì các bạn có thể sử dụng nếu như mà chúng ta kinh doanh chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch, rồi là các quán ăn, nhà hàng, căng tin, bệnh viện, quân đội, trường học thì một thiết bị như thế này sẽ rất là tốt và hiện đại, tiện lợi cho chúng ta rất là nhiều phải không nào? Và các bạn đừng quên khi mà chúng ta đặt mua thiết bị máy thái thịt tươi sống DQ90 này của New Sun thì sẽ nhận được rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn tại điện máy New Sun. Ưu đãi giảm giá lên tới 30%, tặng phiếu mua hàng trị giá lên tới 1 triệu đồng, bảo hành máy trong vòng 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển bán kính lên đến 15km tại tất cả các chi nhánh. Hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh.
Để được nhận báo giá và tư vấn cụ thể hơn về sản phẩm này thì chúng ta có thể liên hệ ngay tới số máy hotline của điện máy New Sun 0777 555 155 hoặc là 0788 555 155. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào website dienmayneusan.com hoặc dienmaythucpham.com để tìm hiểu chi tiết về sản phẩm cũng như các sản phẩm khác. Bởi vì ngoài thiết bị này ra thì New Sun còn cung cấp rất là nhiều thiết bị máy thái thịt có mức năng suất lên tới vài trăm kg trên giò và cả các thiết bị máy thái thịt công nghiệp đông lạnh và rất là đa năng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip ngày hôm nay và đừng quên để lại một like, một subscribe và nhấn chuông thông báo để update những video mới nhất trên kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.